Vinh TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng gần 1 giờ. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2024. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Trần Hưng Đạo. Và trưa nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng quận 5 để quay lại những hình ảnh ở con đường Ngô Quyền để anh chị và các bạn xem những hình ảnh ở khu xóm 128 đường Ngô Quyền để theo lộ cầu của cô chú anh chị. Ra đây là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Quỳnh Mẫn Đạt. Chúng ta xuất phát từ khu vực này đi đến Ngô Quyền. Để đi đến Ngô Quyền thì chúng ta đi thẳng rồi qua Đồng Khánh, rồi quẹo trái hay quẹo phải Ngô Quyền cũng được. Nhưng mà quẹo trái thì chắc là đầu đường số đó không biết có sợ số đó, mà chắc mình quẹo trái ngay đây đi ha. Đi từ Võ Văn Kiệt vô đi cho nó, đi từ đầu đường cho nó chắc. Tại số 128 mà Vinh Anh TV quên là ở đầu đường Võ Văn Kiệt là bắt đầu từ số lớn hay số nhỏ nữa. Thôi thì mình đi cứ đầu đường đi cho nó dễ. Sài Gòn hôm nay thì không có mưa. Hôm nay trời rất là nắng ha. Nhiệt độ chắc cũng cỡ 34-35 độ. Đỡ hơn mấy lúc trước. Trước là 7-38 độ, 36 độ. Trên là vài độ thôi nhưng mà cũng rất là khó chịu. Ở đây mình quẹo trái đi, quẹo trái con đường Bùi Hữu Nghĩa để đi ra Võ Văn Kiệt. Rồi chúng ta sẽ xuôi chiều theo con đường Võ Văn Kiệt, mình quẹo phải vào Ngô Quyền. Ở đây là khu chợ, chợ Hòa Bình. Ở giờ này thì chợ cũng tan chợ rồi. Ở trong nhà lòng chợ hết rồi, nhưng mà ở ngoài ven chợ thì cũng còn rất là nhiều ha, đủ gian hàng hết trơn. Với cô chú anh chị và các bạn có quen khu vực chợ Hòa Bình này không? Em quay 221 không biết khu nhà xưa 128 này của anh chị và các bạn thì hiện là không biết là chủ mới hay là cũ của mình luôn ha. Nếu mà chủ mới thì anh chị thông cảm, tại vì này là nội dung yêu cầu thì có nhiều khán giả cũng muốn nhìn lại những khung cảnh ở khu xóm ngày xưa thôi, chứ cũng không vấn đề gì. Và nhiều khi có nhiều của chú anh chị chủ nhà hiện tại xem đó, rồi người ta cũng có thắc mắc không biết lần này nó quay nhà mình mục đích gì. Thì đây chỉ là gợi lên những hình ảnh ngày xưa của khán giả, và có thể là chủ cũ của ngôi nhà này thôi. Nói để nhiều khi cô chú anh chị ở đây xem thì cũng hiểu ha, để khỏi thắc mắc. Đây chúng ta quẹo ra con đường Trần Tuấn Khải nè, con đường mang tên Nguyễn Quỳnh Đức của ngày xưa. Ở hướng này là đi ra Võ Văn Kiệt. Ở khu chợ Hòa Bình này thì chắc có lẽ cũng rất quen thuộc với cô chú anh chị nè. Khu chợ rất là nhộn nhịp vào buổi sáng, ven chợ thì nhộn nhịp vào buổi chiều. Đây quẹo ra bến Hàm Tử ngày xưa, ở đây bán than, rồi bán vòng cẩm thạch, rồi bán đá, rồi rất là nhiều, đủ loại hết á. Những cửa hàng bên phải nè.
đa số những cô chú anh chị yêu cầu những khu xóm thì hầu như đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi ha, cũng ít có dịp về. Nhưng mà nhờ kênh Vũ Lâm TV thì sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị. Nếu mà đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp về thì không cần phải bút vé về luôn. Nhìn qua màn ảnh nhỏ cũng hình dung được khu xóm nhỏ nhỏ ngày hôm nay nó như thế nào. Đó, đây người ta bán bột thánh thạch các loại nè, bột đeo tay rồi đá nhẫn. Ở khu xóm này ngày xưa có địa chỉ khác, đó, ngày nay là địa chỉ khác nè. Ngày xưa 300 mấy, bây giờ là 900 mấy rồi, ở ngay góc đường An Bình với lại Võ Văn Kiệt. Đó, đường này An Bình nè, đi thẳng qua bên kia là khu Trần Phú, Ngô Quyền, rồi đi qua cầu Nguyễn Tri Phương luôn nè. Hồi xưa thì con đường này nó nhỏ lắm, nó cặp theo dòng kênh Tàu Hủ, nhưng mà ngày nay con đường này rất là lớn ha, rất là đẹp, có hàng cây nó cũng lớn kha khá rồi, nên thoảng đi ngang này nó cũng mát mát. Đây có công viên, những hàng cây đây nó cũng lớn nè. Bên kia là đường Nguyễn Văn Đừng, trưa nhưng mà cũng có người tập thể dục đó ta, tập thể dục buổi trưa luôn ha. Ta dừng đèn đỏ chút xíu nha, đằng kia hơi nắng, mình dừng ở đây cho nó mát. Hôm nay trời rất là chói chang, nhìn thấy cái nắng ở Sài Gòn nè. Có anh chị hỏi mùa này ở Sài Gòn nắng dữ không? Thì nói chung cũng tùy ngày ha. Có ngày thì mưa dữ lắm, có ngày thì nắng như thế này. Nhưng mà đa số là mùa này thì dễ chịu hơn mấy tháng trước. Chúng ta đi tới xíu là có đường Ngô Quyền bên phải, ngay đây là cầu Nguyễn Tri Phương. Bên đây có khu Đại Thế Giới, khu công viên nước nè. Ngày xưa mà anh chị và các bạn có ai có ký ức về ở đây, công viên nước Đại Thế Giới, thì chúng ta lại có dịp nhìn lại. Ngày nay ở đây hầu như bỏ hoang luôn rồi, không có xây dựng gì hết á, không biết sau này thành gì nữa. Buổi trưa thấy mấy chị nhổ cỏ, nhổ cỏ công viên, nhổ cỏ ở Sài Gòn nó cũng giống như nhổ cỏ ở quê khi mà làm ruộng vậy ha, nhưng mà làm ở đây thì nó đỡ sình lầy, ở đây nhiều khi có bóng mát đỡ hơn. Thấy nhổ cỏ lên vì nhớ cha mẹ hồi xưa cũng làm ruộng, cũng nhổ cỏ trồng lúa. Đó, ngay đây là ngã ba đường Ngô Quyền với lại Võ Văn Kiệt đây. Bắt đầu đây là đầu đường luôn á, bên kia là số 3 Ngô Quyền, số 1 thì chắc có lẽ ngày xưa ở đây khi mà con đường Võ Văn Kiệt chưa hình thành, khi hình thành thì số 1 không còn, hoặc là nó thu hẹp lại rồi. Bên phải là số 10, số 8, số 10, con đường Võ Văn Kiệt, con đường
Bến Hàm Tử mở rộng thành con đường Võ Văn Kiệt thì cũng rất nhiều căn nhà phải nói lời chia tay ha. Số 128 thì chắc có lẽ đi tới xíu bên tay phải. Ở đây là con đường Ngô Quyền ngày nay. Ở Brand TV đi từ đầu đường tới cuối đường để cô chú anh chị hình dung được con đường ngày hôm nay nó như thế nào. Mấy lúc trước thì Brand TV cũng có đi con đường Ngô Quyền này, nhưng mà không có đặt tiêu đề là nhà số 28 nên thành ra đi cũng không có thấy rõ. Ở bên đây là góc An Điềm với lại Ngô Quyền. Ở đây có khu đất trống nè, hôm trước là trường mầm non. Ở đây có cây phượng đẹp ghê, chùm phượng vĩ. Dưới góc phượng thì có màu đỏ rất là đẹp ha. Bông phượng nó rụng. Nhìn cây phượng nhớ thở học trò. Đây là con đường An Điềm đi tới xíu có tiệm đồ ngọt, tiệm chè đó, quán chè rất là xưa, đại bản là tiệm đồ ngọt luôn. Mà vô lên tôi quên tên tiệm đồ ngọt đó tên gì à? Bên phải là khu chung cư mang tên Hạnh Phúc, chung cư Hạnh Phúc. Con đường này cũng có quán cơm gà cũng rất là ngon nè, ngay bên phải đây, ngay góc đường Hưng Đạo với lại Ngô Quyền nè. Mình đi thẳng qua kia luôn nha. Con đường Ngô Quyền này thì cũng không dài lắm, nó liền từ Võ Văn Kiệt cho tới 3 tháng 2 ngày nay. Ở đây thuộc phường 7 nè. Số 68. Mấy trước của tôi cũng có quay số 64 rồi phải, 64 hay 66 gì. Tới số 96 rồi. Ngay đây là giao lộ Nguyễn Trãi. Vào đây đường, ở đoạn này có quán bánh xèo. Bánh xèo cũng rất là ngon, bánh xèo Ngọc Sơn nè. Số 103 đường Ngô Quyền. Mấy lúc 15 TV cũng có dịp vô đây thưởng thức. Hôm nay quán bánh xèo làm lại quá là đẹp ha, khang trang. Ngồi trên lầu thoải mái, rộng rãi. Đây khách cũng rất là đông. Con đường Ngô Quyền ngày nay thì không biết trong ký ức của cô chú anh chị thì như thế nào. Vương Lâm Vi cảm nhận cô chú anh chị ở 128 Ngô Quyền này có lẽ ở Sài Gòn cũng xa Sài Gòn cũng rất là lâu rồi. Ở bên đây là cơ quan 118 Ngô Quyền. Ở bên đây là khu nhà thiếu nhi. Đối với con đường này ngày nay thì chúng ta thấy nó cũng gọn gàng, thông thoáng, vỉa hè cũng rất là đẹp. Ở bên kia đường thì có trường Chu Văn An, bên bên phải, rồi bệnh viện phía bên trái. Mỗi khi đi tới đây thì Brand TV lại nhớ kỷ niệm về người cha ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bên trái nè. Đây là trường Chu Văn An ngay góc Ngô Gia Tự. Bên đây là công viên. Công viên này cũng rất là mát mẻ ha. Có nhà thờ ngã 6 nè.
khu bệnh viện thì lúc nào cũng đông đúc. Để bây giờ tôi đi coi bên phải tới số mấy rồi nha. Ồ, bên phải là 124 rồi. Ủa? 124 phường 9 quận 5. Ngoài tới đây là cơm ăn, khu chung cư rồi. Chung cư Ngô Quyền nè. Cái chung cư này là số mấy ta? Chung cư cũng có nhiều lô ha. Đây cũng là địa điểm xưa, cư xá xưa. Đây một ngày nay được xây lên mới rồi. Ở đây là chung cư, để qua khu vực này coi có số tiếp theo không? Tại đây tới số 124 là ngưng rồi. Ở bên đây là số lẻ 140 mấy. Chỗ sửa xe mã kim so, có tiếng ngày xưa nữa ha. Nhưng mà chỉ là ngày xưa thôi. Ngày xưa cái thời độ xe đua xe, mã kim so là nổi tiếng. Nhưng mà giờ thì cũng bớt. Ở đây là giao lộ Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Quân của ngày xưa. Ở đây là có chung cư Nguyễn Chí Thanh nè. Bên kia có căn nhà ngay góc đã xây lên mới rồi, thấy rất là đẹp mà. Ở đây để xem, bên đây đã bắt đầu số mấy nữa rồi. Qua đây là số 4 Ngô Quyền ta. Đây là phường 5 nè, đúng đây phường 5 rồi đó. Bên phải là số 4, bên trái là số 5, bên trái là phường 6. Đây mới đúng á, bên này đúng phường đó. Nó chung một con đường nhưng mà số của nó không có liên tiếp. Phường cũng khác. Ở Sài Gòn có số đường thì số liên tiếp nhưng mà phường khác. Còn ở đây thì số khác, phường khác luôn, nó không có liên tiếp luôn ha. Hôm qua bên phường này là số bắt đầu tăng dần rồi nè. Bên phải là 64 rồi. Tám mươi rồi. Ở đây bán nhiều đồ lạc son lắm. Mà đồ ở đây thì xài được, tại do người ta có sàng lọc rồi đó, như là máy hút bụi rồi đó. Chén dĩa rồi ấm đun sôi rồi, nó quá trời đồ cũ nhưng còn xài được, người ta có bảo hành ha. Còn chỗ hôm bữa lên TV đi thì không có bảo hành, mua hên xui. Mình phải tới số 114 rồi đó. Hôm lên TV sẽ đi từ từ rồi qua đường để anh chị hình dung. Số nhà 128 là phòng trà Ngô Gia nè. Ngày nay cũng được sửa lại rồi. Ngay ngã ba đường Tân Phước với lại Ngô Quyền. Bên đây Tân Phước nè. Cặp bên hông sân vận động Cộng Hòa ngày xưa. Để một lần tôi đi qua bên đường nên thì cô chú nhìn lại ngôi nhà ngày hôm nay nó như thế nào.
so với ký ức của cô chú anh chị ngày xưa nó ra sao. Đó, ngôi nhà có cái bảng hiệu xanh xanh đây, 128, kế bên là cái hẻm. Ngôi nhà thổ nào theo cô Lâm TV thấy thì chắc có lẽ giống như ngày xưa, cũng giống như kiến trúc của ngôi nhà kế bên là 130 nè, nhà thuốc Công Bình nè. Đó, còn cái bảng Công Bình luôn nè ha, người ta khắc bê tông lên tường luôn đó. Đó, nhưng mà ngày nay thì ở đây xây cơi nới lên thêm một tầng nữa nè. Kế bên có cái hẻm, ngay chỗ này có cửa hàng bán đồ điện nè, 126 nè, bán đồ điện mới hút bụi rồi đó. Ở đây bán thì cũng có bảo hành nè, đồ xài được ha. Ta nhìn lại con đường vừa đi qua đây, không biết trong ký ức của cô chú anh chị thì nó như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi một dọc nữa cho hết con đường, chia tay với ngôi nhà số 128. Bên đây có một cái hẻm nhỏ nữa nè. Đối với con đường Ngô Quyền này thì có một hàng cây cổ thụ phía bên trái, chắc có lẽ từ ngày xưa tới bây giờ rồi. Hàng cây này chắc cũng có cả trăm năm. Ngay tới đây là giao lộ Vĩnh Viễn. Mà đa số những mặt tiền ở các con đường thì hầu như là người ta cho thuê hoặc là bán buôn gì đó, thì cái bảng hiệu nó cũng che lấp đi cái những cái kiến trúc của ngày xưa, những cái hình ảnh của ngôi nhà ngày xưa chắc bây giờ cũng khó mà nhìn ra, chỉ còn là số địa chỉ thôi, số nhà thôi. Nhưng mà đôi khi số nhà cũng đã thay đổi. Hy vọng là Blend TV quay đúng vị trí ngôi nhà của cô chú anh chị. Ngày xưa có hiệu thuốc, có những cái hẻm bên hông, rồi có đường gần với đường Tân Phước, cái vị trí nên chị có thể hình dung được. Rồi thôi, cái video clip ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Và hình ảnh lòng vòng từ Trần Hưng Đạo, quận 5, đi qua bên đây khu quận 10 để chia sẻ anh chị và các bạn. Hy vọng Blend TV cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với tất cả của chú anh chị và các bạn. Một lần nữa Blend TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.